người vợ. Bài tuần thực này là của Chiên Chiên, hội chiên đoàn Tâm Thượng Liên Hoa. Chị ngày xưa đã trải qua kinh nghiệm thống khổ tận cùng, sau đó mai được gặp thiện tri thức, chị phát tâm sám hối, tu trì sửa lỗi và từng bước mài luyện tâm. Đến nay chị hoàn toàn thay đổi, được quán cốt trùng sinh. Sau đây là lời kể của chị tự làm, tự chịu lúc còn là thanh nữ ở nhà. Tôi sống rất bất hiếu, do phụ thân có tính nóng nảy, khi vui thì cư xử tốt với mẹ con tôi, nhưng hễ lên cơn giận thì không đánh cũng quát tháo mắng chửi, khiến tôi mang cảm giác sống không an toàn, tâm tư luôn bị áp chế kìm nén. Do vậy mà tôi thường tránh mặt phụ thân, hiếm khi chịu trò chuyện cùng ông. Thế vừa thấy ông là tránh ngay, tôi không hề nghĩ đến cảm thọ của cha, không hề biết điều này sẽ làm tổn thương ông, khó chịu. Sau này, từ An Quy, tôi chuyển đến Thượng Hải sống và quen biết người chồng hiện tại bây giờ. Mới đầu, hàng ngày chúng tôi nhắn tin cho nhau, với nhiều thời gian trò chuyện qua phone. Tình cảm ngày càng thấm thiết, hơn một năm thì kết hôn. Kết hôn xong, tôi sống chung với cha mẹ chồng. Mới đầu qua giai đoạn khách sáo rồi, thì bầu không khí chuyển chế, hung hãn, áp bức, nghi ngờ bắt đầu bủa quanh tôi. Chồng tôi bận đi làm đến tối mới về. Tôi đang nghi như tào tháo nên hay nghĩ thần nghĩ quỷ, không ngừng gọi điện cho anh. Bây giờ nghĩ lại, đây là cũng do phần lớn tôi lớn lên từ gia đình có cảm giác không an toàn, lại thêm tôi chưa hiểu Phật pháp, quen chìm trong vô minh, không biết tỉnh thức kiểm soát tự ngã. Tôi lúc đó rất lười nhác, tan sở về nhà thì lo ngủ, ngủ cho tới lúc ăn cơm tôi cũng không vui. Bản thân tôi hễ cho ra chút gì là luôn muốn được nhặt lại, không thu được chi thì ôm phiền vào lòng. Có lần tôi còn đến công ty của chồng mách chuyện, không hề nghĩ mình làm như vậy có sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt nơi đơn vị anh. Chồng tôi rất tức giận, lại thêm gặp những mâu thuẫn trước đây tích lũy khiến anh rất khó khăn. Kết quả đây là lần đầu tiên anh đề nghị ly hôn. Đương nhiên tôi chẳng đồng ý, mặc dù bên ngoài tôi giả bộ nhún nhường nhẫn nhịn, như trong lòng tôi rất tức giận, cảm thấy bọn họ, tức là cả nhà chồng tôi, đều có lỗi với tôi. Đã cưới tôi về thì sao không cho tôi vui vẻ? Mặt mày tôi cả ngày u sầu, nhất là mỗi khi nhìn thấy mẹ chồng thì hận không được lập tức chạy về phòng đóng cửa lại ngay. Lúc ăn cơm, chồng tôi là khó khăn nhất, vì phải ngồi giữa hai người đàn bà nghịch nhau nên sắc mặt rất khó coi. Vì vậy mà anh về nhà ngày càng muộn, chuyên đi vắng, vô ngoạn ngày càng nhiều, khiến tôi quán khí trong lòng càng lớn. Kết hôn được một năm, tôi sinh ra đứa con gái. Đây đúng là một việc hạnh phúc, nhưng những ngày thống khổ của tôi lại bắt đầu. Bởi vì đối với mọi tình sự tình, tôi luôn nhìn theo chiều hướng xấu. Mẹ chồng săn sóc tôi suốt thời gian ở cử. Bà có bệnh suy nhược thần kinh, tối hay bị mất ngủ. Cha chồng còn phải đi làm nên các việc trong nhà, bồn cháo, nấu nướng đều cho bà lo. Tôi còn quán bà mỗi tối không chịu chăm cháu. Hết tháng ở cử rồi, tôi chăm sóc con, càng căm thấy mẹ chồng chỗ nào cũng muốn gây khó gây dễ cho mình. Hễ tôi xem tivi, bà cố ý nghiêng người không cho tôi xem. Tôi thay đồ cho con rồi, bà lại cố tình thay cho cháu bộ khác nữa. Bây giờ nghĩ lại, thực sự những việc mẹ chồng làm là không có sai. Tất cả đều do tôi quá nhạy cảm, quá đa nghi, tự mình suy diễn, chủ quan thôi. Lúc đó, mỗi lần về nhà thăm cha mẹ ruột, tôi luôn than kể về mẹ chồng và chồng đối với tôi không tốt. Mẹ tôi yêu con gái nên binh tôi và nghiến răng trách họ.
cha tôi ở cạnh cũng nổi lôi đình theo. Khi con tôi được 6 tháng, tôi đòi đi làm, đem con giao cho mẹ chồng. Vì không muốn gặp mặt mẹ chồng, nên tôi cứ sớm đi tối về. Chồng và con tôi đều chẳng quản. Cuối cùng dẫn đến một ngày xung đột bùng phát, mẹ chồng tôi thấy cả ngày chẳng ra quản gia đình, cũng chẳng lo cho con. Bà hết nhịn nổi, bèn tìm đến nhà tôi để mắng vốn. Do trước đó tôi đã ca cẩm chồng nhà chồng tôi, nên khi mẹ chồng tôi vừa vào tới cửa thì mẹ tôi đã nổi đó gây cãi với bà, thầm ỉ tới mức đồ đạc bị ném tung ra ngoài. Lần xung đột này mở màn cho vợ chồng tôi cùng đứng lên bên mẹ. Anh kiên quyết yêu cầu ly hôn, hơn nữa còn cấm không cho tôi ngủ lại trong nhà họ. Một mình tôi thuê nhà ngủ bên ngoài, con gái không thể gặp, chồng cũng không thấy đến. Tôi còn phải đối diện với sự truy hồi và tức giận của cha mẹ. Lúc đó trong lòng tôi có hối hận nên đã ngỏ lời xin lỗi với chồng. Chồng tôi rất tốt, anh cho tôi tiền thuê phòng, mỗi cuối tuần đều cho tôi đến gặp con gái. Bây giờ nghĩ lại mới thấy anh và cả mẹ chồng tôi thật từ bi, khoan hồng, độ lượng. Riêng chỉ lần này, bất kể tôi cầu xin thế nào, anh vẫn kiên quyết đòi ly hôn. Hằng ngày tôi thui thủi một mình trong nhà thuê, ngồi khóc mướt. Ngày nào cũng chỉ ngủ 3-4 tiếng, khóc mệt thì ngủ. Sau đó thức dậy thì tiếp tục khóc ướt đẫm cả gối. Tôi nhớ con gái, trong lòng đau như cắt. Đầu óc tôi chỉ mấy tháng mà bạc đi mất nhiều. Càng đi càng sai, chính chìm trong mê muội thống khổ cực đoan. Tôi bỗng nhớ tới quan bồ Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn. Thế là dội đến chùa chiêm nghiệm tôn tượng từ bi của ngài, rồi thỉnh một tượng nhỏ của ngài về thờ. Hằng ngày đứng trước ngài đại lễ bái. Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu thế nào là tu hành chân chính theo Phật pháp, chỉ nghĩ rằng lễ trước ngài như vậy là tin ngài, ngài sẽ chúc phúc cho tôi. Không ngờ đối với một kẻ hiểu biết Phật pháp cạn cợt như tôi mà Bồ Tát cũng rủ lòng thương xót gia hộ. 3 tháng sau, chúng tôi với bà đã khuyên giải, chẳng đòi ly hôn nữa. Lúc đó tôi tuy có hối hận và mừng vui vì nguyện ước đạt thành, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều điều chưa cam tâm. Còn cảm thấy mình là kẻ bị hại, là một nàng dâu trẻ bị bên chồng ức hiếp đuổi ra khỏi nhà. Tôi ở ngoài thuê nhà cư ngụ ngót 3 năm. Trong 3 năm này, chồng tôi cũng thành ra 2 chỗ. Những tình tiết trong đây khó mà kể hết được. Sau 3 năm, nhà cũ bên chồng tôi được phá bỏ, di dời định cư, nên chúng tôi được chia một căn nhà. Lúc đó tôi nghĩ, bây giờ cuối cùng đã có thể trong nhà còn ngủ chung với mẹ chồng nữa. Tôi còn không nhìn thấy mẹ chồng, tóc ngày một bạc, hình dung tiều tụy, thân thể gầy ốm, đối những gì bà đã hy sinh cho con trai. Lúc đó tôi nghĩ rằng tất cả bất hạnh của mình là do bà tạo ra. Thế nên tôi tự tạo nghiệp chướng, hết chỗ nói. Mang tâm từ đó, từ bi kịch chắc chắn phải xảy ra. Trong thời gian sửa sang nhà mới, chồng tôi để tôi quản lý, không phụ. Nhưng tôi chỉ bất kể, tôi chỉ chăm chăm nhìn vào một điều là trên giấy tờ nhà có viết tên tôi hay không. Chồng tôi nói muốn làm giấy tờ nhà thì nội giao tế chi phí cũng tốn mấy vạn. Hiện tại anh chưa có đủ tiền nên khuyên tôi hãy đợi mấy năm nữa hẳn làm giấy, không cần phải gấp. Tôi nghe anh nói tức giận, bắt đầu nghi ngờ anh. Tôi không thèm nấu cơm cho anh ăn, hằng ngày chiến tranh lạnh, con gái tôi cũng không thèm quản. Trong óc tôi toàn chỉ nghĩ anh chẳng làm giấy tờ nhà chính là không thật lòng đối với mình. Càng nghĩ càng thấy tức,
ông đầy sầu khổ, dường như khí giận khiến tôi ung thư tuyến sữa. Khi đi khám thì tế bào đã biến dị, phải chữa quá trị đang xen. Bác sĩ nói để muộn 6 tháng sẽ khó trị. Trong một lần chồng tôi muốn ăn cơm mà tôi không thèm nấu nên xảy ra xung đột, anh nhịn hết nổi đã ra tay đánh tôi. Tôi liền báo cảnh sát. Sau đó tôi càng nghĩ thấy càng ức, bèn đến hội phụ nữ than quán mẹ chồng. Do chẳng nghĩ đến hậu quả, trong lúc bực tức tôi tìm bơ tới đài truyền hình rêu rao trên tiết một hòa giải, kể quán mẹ chồng đủ điều gây ra ảnh hưởng và tai tiếng cực xấu cho mẹ chồng. Bây giờ nghĩ lại, đúng là lúc đó tôi không bằng cầm thú. Thổ tôi và chồng tôi mới quen nhau, anh từng khuyên tôi đi học kế toán và sắp xếp cho tôi đến công ty bà con anh để học, giúp tôi rành việc sổ sách. Kết hôn rồi anh tài trợ cho tôi học đại học tài chính. Sau đó nhờ có mẹ chồng giúp trông con nên tôi mới hoàn thành, mới toàn tâm toàn ý học thành tài. Khi mẹ ruột tôi bị bố bao tử, chồng tôi đã lo giúp cho bà nhập viện, tìm bác sĩ hay chữa trị, mua thuốc. Việc mua thuốc men lúc đó rất khó khăn, dù có tiền cũng khó mua được. Mẹ chồng tôi còn giúp tôi tìm phòng thuê giá hạ để mẹ tôi xuất viện có thể trư cứu an lạc. Tất cả đều là đại ân đức, nhưng tôi đối với họ thế nào? Gặp Phật pháp muốn trùng sinh, do việc vụ đứng tên nhà và con gái đi học mà tôi xảy ra tranh chấp không ngừng với chồng. Cộng thêm những lý do uất ức oan khúc trước đó, nên trong lúc tức giận không nghĩ đến hậu quả, tôi đến phát viện để đệ đơn ly hôn. Khi chồng nhận được giấy báo của tòa liền tìm tôi bàn bạc, nhưng tôi tránh mặt chẳng thèm nói chuyện với anh. Bây giờ hồi tưởng lại, lúc đó tôi thiệt vô minh hết chỗ nói. Do tôi luôn có cảm giác không an toàn, cộng thêm bản tính hay cho mình là trung tâm, thật ra tôi cần tiền, cần nhà, cần con, chứ không hề muốn ly hôn. Tôi chỉ muốn chồng quan tâm tới mình, nghe mình mà thôi. Trong thời gian đó tôi đúng là không sống không bằng chết. Nghĩ lại mình trước đây vốn là một cô gái thuần khiết, bị cả nhà họ áp bức đến nỗi biến thành như thế này. Thế nhưng vì sao lại đến nước này? Làm thế nào mới đúng? Sâu thẳm trong đáy lòng tôi luôn có cảm giác mình làm vậy là không đúng, nhưng lại không tìm ra đáp án. Trong thống khổ mê muội, tôi lại đến chùa lễ Bồ Tát. Giống như trước đây, tôi cứ khấu đầu lại cầu Bồ Tát gia hộ chỉ điểm phá mê. Lần này tôi tiến thêm một bước, kết quả là kết duyên cùng Phật kinh. Một cuốn thiên thư không phải kinh Phật ngay đó hấp dẫn tôi, có bìa là đó hoa sen trang nhã. Tôi nhìn rất ưa, đó là cuốn Tâm Thuận Thứ Đề Khai tập 6. Mỗi cuốn trong truyện thu hút hấp dẫn tôi, khiến tôi đọc đi đọc lại ngót mấy lần. Nhất là trong đây có bài viết của một người vợ có cảnh ngộ giống hệt như tôi, nói lên nỗi niềm thức tỉnh giác ngộ, tự nhìn ra lỗi. Tôi cảm thấy mình thua xa cô vợ kia, vì cô ta phản tỉnh thật là sâu sắc. Tôi nghĩ đến những điều mình đã làm, lương tri bắt đầu thức tỉnh. Khi về nhà, tôi ngồi kiểm điểm bản thân, rồi tôi bật khóc to. Lần này không phải khóc vì oan khuất, mà cảm thấy mình có lỗi với người nhiều quá, thật quá nhiều. Tôi là kẻ vô ân, những gì người ta làm cho mình thì luôn luôn cho là lẽ đương nhiên. Tôi sống không có trách nhiệm với cha mẹ ruột lẫn cha mẹ chồng. Là con không tròn hiếu đạo, là vợ không tròn bổn phận, nhìn góc độ nào tôi cũng đều không thấu. Khi tôi nhận ra mình đã sai quá mạng thì vội vàng đi rớt rút đơn kiện giải.